chăm chỉ ăn đứt thông minh. 90% triệu phú tin rằng chăm chỉ quan trọng hơn một chỉ số IQ cao. Bạn hãy nhớ, cuộc đời là một cuộc đua marathon đường dài, chứ không phải một cuộc đua nước rút 100 mét. 3. Tin rằng bền bỉ tạo may mắn. 92% triệu phú tin rằng họ tự tạo ra vận may cho mình bằng cách không ngừng theo đuổi thứ họ đam mê. Họ kiên trì theo đuổi ước mơ và mục tiêu của mình. Trung bình, một triệu phú mất khoảng 12 năm để đạt được ước mơ và trở nên giàu có. 4. Lạc quan. 54% tin rằng lạc quan là yếu tố quan trọng trong thành công của họ. 5. Kiểm soát cảm xúc. 81% triệu phú có thói quen kiểm soát các cảm xúc tiêu cực như giận dữ, đố kỵ, bất mãn và thù ghét. Như vậy, người khác dễ dàng làm ăn với họ hơn. 6. Tin rằng thật thà là thượng sách. 85% triệu phú luôn luôn nói thật.